trưng bày cây cảnh nghệ thuật Đan Phượng được tổ chức trong một không gian rất là đẹp. Một hồ nước rất là rộng nhá, rất là thoáng mát. Trong video này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số cây tầm nhỏ và tầm trung. Đây là một cây xanh này. Một cây xanh rất là lùn lực. Các cái chi cành của nó làm rất là rụt. Thông tin của chủ cây này. Và ở đây có bộ ba rất là đẹp nhé. Cây xanh, cây này cũng là xanh Nam Điền. Bông tán được chia rất là rõ ràng, nét. Cây này, một cái chậu cũ để vào cây này đúng cũng hợp thật nha. Và những hòn đá ký cây nó rất là đẹp. Ký đá cũng rất là nghệ thuật nhé. Tác phẩm này là của Bùi Ngọc Hà. Một tác phẩm xanh Nam Điền rất là nghệ thuật nhá. Đây là một tác phẩm xanh, xanh già ngất trực núi. Một tác phẩm cũng có tên tuổi trong làng chơi cây. Chất xanh thì nó chất xanh quê, nhưng cái độ chùn nhũn của nó thì hiếm bữa cây xanh quê sánh kịp. Mà xem nhá, thì được cái chất cây này cũng rất là hiếm, độ chùn nhũn và lá nhỏ rất là đẹp nhá. Chân bộ đẹp, chi cành làm rất là rụt nhé, những cái đoạn cắt giật rất là ngắn như này, tán được làm tự nhiên nhé. Cây này của chủ nhân là Bùi Vĩnh Long. Cây này là lúc năm 2018-19 đã 450 triệu. Định giá thôi gì? À, cây này hơn 400 triệu rồi. Định giá hơn 400 triệu. Cái cây kia thấy cũng có định giá trên tỷ mà. Nói chung là những cây rất là đặc biệt nhỉ. Đẹp. Quá đẹp luôn. Hai cây của chủ nhân là Bùi Vĩnh Long nhé. Có giá trị rất là cao về mặt nghệ thuật, kể cả về mặt kinh tế thì cây này nhiều anh em đánh giá là cây này sẽ có những cái giá trị kinh tế rất là cao, tiền trăm, và cây kia thì lên tới tiền tỷ. Ở đây chúng ta cũng không bàn nhiều về đất rẻ, mà về tính nghệ thuật của nó thì phải nói là đây là những cái tác phẩm nghệ thuật rất là tuyệt vời, hiếm có, và đúng theo cái xu hướng chơi cây đương đại bây giờ, luôn lực, rụt rịt, tự nhiên, và cả những cái dấu ấn thời gian về độ già, về độ nhăn nheo của cây này thì cây này cũng đã có đủ những cái tiêu chuẩn để thành một cái cây nó hoàn hảo. Quý vị và các bạn xem tiếp những cây tầm trung nhé. Đây là cây xanh này. Cây này thì là xanh Nam Điền, xanh hai thân, bông tán được làm rất là rõ ràng nhá, ép mỏng nét. Chủ nhân là
thắng điện, chân đế kín mặt chậu, và cây có những cái độ chùn nhũn rồi này, già. Đợt trưng bày này thì rất là nhiều cây chất lượng nhé, anh em lựa chọn rất là nhiều cây chất lượng mang đến trưng bày. Quý vị các bạn xem tiếp cây xanh nhé. Cây này cũng là xanh Nam Điền, hàng rất là đẹp, bông tán được làm nét, đường chuyển một thân cũng rất là 3D này. Giật nhé, cái này giật nhé, mà cái vết giật này nó bít hết rồi nhé. Bác xem này, làm rất là kỹ, giật này, giật này, chân đế này, các bác xem luôn số điện thoại của chủ cây này. Ở mỗi video thì đều có số điện thoại và thông tin của chủ cây. Nếu các bác anh em mà yêu mến thì cứ liên hệ trực tiếp để giao lưu nhé. Cây tiếp theo này, cây này là cây của chủ nhân là Tạ Cảnh. Xanh hai thân, cây này cũng của chủ nhân là Tạ Cảnh. Đây là một cây si, si hai thân. Cây này chủ nhân là anh Xứng này. Cây này chắc là mới ký đá. Đây có một cây xanh ba thân. Quý vị các bạn xem là tổng dáng nha. Cây này chủ nhân là Mạnh Phùng. Cây này cũng được làm rất là kỹ, bông răm được giật rất là kỹ nhé. Những cái đường truyền của chi cành rất là đẹp, mềm mại, giật được. Cổ ngọn lắc đẹp nhá. Quý vị các bạn xem tiếp một cây si. Cây này không có số điện thoại. Cây là của anh Thắng ở Đan Phượng này. Cây si mà làm bông như này cũng rất là kỹ. Xem nhé, màu búp nhé. Màu búp này. Đó. Cây cực kỳ già rồi nhé. Bóng của nó đây. Tổng tán rất là tự nhiên, rất là đẹp chứ. Bác xem tiếp một cây xanh nhé. Xanh này là xanh Nam Điền. Bông răm được ép mỏng, đẹp. Cây này của chủ sở hữu là Quyết Chùa Thầy. Xem tiếp một cây si nhé. Màu búp của nó này. Đấy, số điện thoại này. Cái này có bộ gốc rễ hầm hố nhé. Cây rất là già. Cây này mà nếu có cái ý tưởng cũng có thể tạo thắc thành hình một con rồng rất là đẹp này. Cái đường thân của nó uốn lượn như thân một con rồng. Quý vị và các bạn vừa xem cây tại cuộc trưng bày cây cảnh nghệ thuật Đan Phượng. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo.